Xin được kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, việc xem tử vi cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 12 âm lịch đó là điều hết sức quan trọng. Qua phần luận giải tử vi trong tháng 12 âm lịch cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thì sẽ giúp bạn có được những định hướng cho những bước đi của mình được đúng đắn nhất. Quý vị thân mến, việc xem tử vi là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Qua việc xem tử vi thì sẽ giúp cho quý vị biết thêm được thiên cơ và từ đó thì đưa ra những phương án giúp cho cuộc sống của mình được hanh thông, thuận lợi hơn. Đặc biệt trong phần luận giải về tử vi của người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, Thầy Gia Cát cũng đưa ra những phương pháp hóa giải vận hạn cũng như là việc kích hoạt tài lộc cho quý vị, giúp cho quý vị cùng với những người thân trong gia đình của mình có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc và viên mãn. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thưa quý vị, trong 12 con giáp thì rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh sắc sảo và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Những người tuổi này thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách vui vẻ, thông minh và hoạt bát, năng động. Họ có giác quan nhanh nhạy, họ biết phân biệt phải trái đúng sai. Giáp Thìn rất ngay thẳng, đôi khi lại hơi kiêu ngạo và thiếu kiên nhẫn. Họ rất ghét những người ngồi lê đôi mách, dũng cảm, kiên cường, cũng không ngại khó khăn, đó chính là đặc tính của họ. Tuy nhiên, họ lại sống thiếu thực tế, quá cứng nhắc và dễ làm mất lòng người khác. Người tuổi Giáp Thìn thường có trí tuệ hơn người, là việc rất rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra những lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó nếu họ cảm thấy điều đó đúng đắn. Vào tháng 12 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Giáp Thìn sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ cho nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến cho bạn mất cảnh giác và trở nên khoe khoang tự phụ. Đây chính là điểm yếu chí mạng của con giáp này. Bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân mình để không xa vũng lầy. Giáp Dương Mộc gặp Tân Âm Kim nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn cần phải chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 12 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Giáp Thìn cần phải thận trọng kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể có nhiều kẻ xấu dò ngó. Tuổi Giáp Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp của Giáp Thìn sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên dần đều. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ rệt trong khoảng đầu tháng, tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không thì dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của bản mệnh đạt ở mức bình ổn trong tháng này. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể ứng tiền ra như là chuyển nhà, mời khách hay là xui hơn đó là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyến đó đều mất khoản tiền lớn cho thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu, vá vai. Qua sự việc lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút nghĩ suy, cả bạn hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi bạn nhé. Mặt tốt, đó là bạn có thể đạt được những thành tích trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội tăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết.
Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch này sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng điều này được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Thìn nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc đua nước rút vào tháng cuối năm. Gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo vật phẩm, theo tuổi của gia chủ Giáp Thìn sinh năm 1964. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Dự đoán về tình duyên của tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 cho thấy đây là một năm có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể có hy vọng về một năm ổn định và bình yên. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và sẽ không thiếu bạn mới. Tử vi tháng này cho rằng đấy cũng là cơ hội tốt để mọi người tuổi Giáp Thìn đang độc thân tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong thời gian này. Có thể bạn sẽ gặp người ấy ở một trong các cuộc giao lưu hay họp nhóm. Những gia chủ tuổi Giáp Thìn có vẻ đẹp bề ngoài, ngoại hình, nhưng mà tính cách thì lại khá rụt rè nhút nhát, cho nên bạn cần phải chủ động hơn trong mọi việc và đặc biệt đó là trong chuyện tình cảm để có một kết thúc viên mãn trong tháng 12 này. Đừng để tình cảm quá ảm đạm như vậy, bạn sẽ không có nhiều cơ hội để thay đổi nữa đâu ạ. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý nhiều tới sức khỏe, chỉ chi tiêu tiền vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, ngày âm lịch ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu và có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày đẹp, giờ phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho mình thì anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm 2021 Giáp Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, cho nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng thì những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về luận giải vận trình của tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch và hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa mới chia sẻ thì anh chị có thể áp dụng. Tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi hơn, suôn sẻ nhất.
Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp từng tháng và đặc biệt đó là những gia chủ tuổi Giáp Thìn trong tháng 12 âm lịch, các anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những nội dung tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 trong tháng 12 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi của quý vị. Và qua đó thì quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong tháng 12 âm lịch đầy hứa hẹn về tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn like video này, đăng ký kênh và nhấn chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin được mến chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Diễm Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt bởi vì là thời lượng của chương trình đã khép lại rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.